bé trai bị nhốt trong tủ cấp đông có thể được ra viện vào chiều nay. Dự kiến vào chiều ngày hôm nay 15 tháng 8, bé trai hơn 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông có thể được ra viện. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết sau 2 ngày điều trị, tình hình sức khỏe của bé D, sinh năm 2019, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, chuyển biến tốt. Sáng nay, các bác sĩ đánh giá chỉ số sức khỏe, dấu hiệu sinh tồn đều ổn định. Dự kiến vào chiều ngày hôm nay, bé có thể ra viện. Tuy nhiên, sau sự cố có thể tâm lý của trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, vấn đề này còn được theo dõi đánh giá thêm. Khoảng 15 giờ 20 ngày 13 tháng 8, D sang quán trà sữa cạnh nhà của Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1997 để chơi. Tại đây, D thấy Giang để một cốc trà sữa trên bàn nên tự lấy uống. Giang nói D rằng cứ chơi ở đó để chú dọn rửa. Khi Giang đi vào quầy để dọn dẹp thì D đi theo, lấy bánh quy rồi lên giường gấp ăn. Quá trình ở quán, D nhiều lần hỏi chú đang làm gì đấy, chú ra đây chơi với cháu. Bực tức vì bị D hỏi nhiều, Nguyễn Trường Giang có các hành động bạo hành như đánh đập, nhốt vào tủ cấp đông. Rất may trẻ được gia đình và người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Bé nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, hạ thấp thân nhiệt và chấn thương vùng đầu và cổ. Vào khoảng 22:30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Lý Nhân bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Giang khi đang bỏ trốn tại Hà Nội. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.